chạm tay bọn này. I just talks is no very cute. Bạn ấy không cắn mình đâu, bạn thỏ rất là đáng yêu. Các bạn xem video mà bạn thỏ mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel của mình nhé, để mình có thêm động lực làm video tiếp theo. If you like my rabbits, don't forget to like and subscribe to my channel.